Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 27 tháng 2 sẽ có những nội dung sau. Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và khánh thành hệ thống xạ trị gia tốc. Bệnh án điện tử là một trong những nội dung quan trọng trong mục tiêu chuyển đổi số của ngành y tế được các cơ sở trên địa bàn tỉnh triển khai có hiệu quả trong thời gian qua. Nâng tầm thương hiệu sen Huế từ việc ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất cây sen theo chuỗi liên kết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 7 1955, 27 tháng 7 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến chúc mừng đội ngũ y bác sĩ, người lao động tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Huế, gồm Bệnh viện Đa khoa Hoàng Việt Thắng, Phòng khám Liên Hoa, Chùa Pháp Luân và Phòng khám Từ Thiện Kim Long. Tại Bệnh viện Hoàng Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ y bác sĩ, người lao động của bệnh viện thời gian qua, nhất là trong việc chăm sóc sức khỏe người dân. Phó Bí thư mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ y bác sĩ đơn vị không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, trao dồi, bổ sung kiến thức, trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, xây dựng tỉnh trở thành một trong những trung tâm y tế khám chữa bệnh chuyên sâu của cả nước và khu vực, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác khám chữa bệnh ở cơ sở y tế tư nhân. Đến thăm phòng khám Tuệ Tịnh Đường Liên Hoa do Lương y Thích Tuệ Tâm làm giám đốc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng khi số lượng người dân trong và ngoài tỉnh đến khám chữa trị đông y không ngừng tăng, cũng như cơ sở vật chất phòng khám được đầu tư. Phó Bí thư Thường trực đã chúc sức khỏe và bày tỏ mong muốn nghệ nhân nhân dân Lương y Thích Tuệ Tâm tiếp tục có những cống hiến đóng góp trong lĩnh vực đông y thông qua việc nghiên cứu truyền nghề và khám chữa bệnh. Tại phòng khám Từ Thiện Kim Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đánh giá cao sự đóng góp tích cực của đội ngũ y bác sĩ phòng khám do các sở quản lý điều hành, góp phần giúp những bệnh nhân nghèo trên địa bàn thành phố có điều kiện khám điều trị bệnh tật. Tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, để nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn, đồng chí lưu ý ngành y tế huyện Nam Đông cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ y bác sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, nhằm khai thác, sử dụng tốt và hiệu quả các trang thiết bị, máy móc mới phục vụ công tác khám chữa bệnh, tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng đáp ứng nhanh, kịp thời, chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây bệnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh, phấn đấu để mỗi người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Chiều nay, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương. Tại buổi lễ, giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, đã đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại lời dạy của Bác Hồ dành cho đội ngũ y bác sĩ. Giám đốc bệnh viện nhấn mạnh việc không ngừng phát triển kỹ thuật chuyên sâu, cao cấp, nâng cao chất lượng điều trị, giữ vững thế mạnh của Bệnh viện Trung ương Huế. Đơn vị đã phát triển toàn diện trong nhiều lĩnh vực, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được củng cố và phát triển, đạt được nhiều thành tựu lớn mạnh, được Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2024, đơn vị tiếp tục xây dựng bệnh viện có thương hiệu quốc tế là trung tâm y học cao cấp, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, xứng tầm với khu vực Đông Nam Á và thế giới. Tại buổi lễ, để ghi nhận những nỗ lực không ngừng, những hy sinh thầm lặng và sự đóng góp to lớn trong công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân của tập thể cán bộ, viên chức Bệnh viện Trung ương Huế, thưa Ủy quyền Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương đã trao lẵng hoa cho Bệnh viện Trung ương Huế. Dịp này, có 7 cá nhân đã được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua của Bộ Y tế, 2 cá nhân bằng khen Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, 3 cá nhân nhận bằng khen Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và tuyên dương các tân tiến sĩ. Chiều cùng ngày, Bệnh viện Trung ương Huế đưa vào hoạt động hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính Scenery 160 lá thế hệ mới của hãng Elekta, Vương quốc Anh. Đây là hệ thống máy xạ trị hiện đại, một trong những hệ thống xạ trị tiên tiến nhất hiện nay, tương đương với hệ thống xạ trị của các nước tiên tiến trên thế giới, cũng như khu vực như Singapore, Thái Lan.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh đã đến thăm chúc mừng cán bộ, y bác sĩ, giảng viên Trường Đại học Y Dược nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 1955, 27 tháng 2 2024. Trường Đại học Y Dược Huế là một trong những cơ sở giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe hàng đầu và trụ cột của cả nước. Trong những năm qua, đơn vị đã tích cực đổi mới chương trình đào tạo theo phương pháp dạy học tích hợp dựa trên năng lực theo hướng hội nhập quốc tế. Công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và kiểm định các chương trình đào tạo được chú trọng và liên tục triển khai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh đánh giá cao những thành tựu mà nhà trường đã đạt được trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tự hào và tri ân những người thầy thuốc, thầy giáo qua các thế hệ của nhà trường đã dày công vun đắp để Trường Đại học Y Dược Huế trở thành điểm sáng trong đào tạo khoa học sức khỏe. Mong muốn với trách nhiệm của mình, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhà quản lý, đào tạo của nhà trường tiếp tục đổi mới, trao dồi y đức, đoàn kết, đồng lòng, tiếp tục vượt qua những khó khăn, làm tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, trở thành trường trọng điểm trong hệ thống các trường đào tạo y dược, góp phần cùng tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước. Thừa Thiên Huế đang nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số được xem là giải pháp trọng tâm để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra. Bệnh án điện tử là một trong những nội dung quan trọng trong mục tiêu chuyển đổi số của ngành y tế, được các cơ sở trên địa bàn tỉnh triển khai có hiệu quả trong thời gian vừa qua. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Triển khai từ năm 2021 đến nay, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành chuyển đổi số trong hầu hết các lĩnh vực quản lý, điều hành cũng như các công việc khác trong toàn viện. Bệnh viện đã tiến hành thực hiện bệnh án điện tử. Đến thời điểm hiện tại, với 100% hồ sơ bệnh án đã được thiết kế và ứng dụng trong hệ thống phần mềm khám chữa bệnh của đơn vị. Các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên làm bệnh án trên hệ thống phần mềm và bước đầu đã có những kết quả nhất định. Hiện nay, 100% hồ sơ bệnh án đã được in từ phần mềm, không còn bệnh án viết tay. Khi mà mình sử dụng bệnh án điện tử thì mình sẽ quản lý được cái hồ sơ bệnh án của bệnh nhân xuyên suốt. Ví dụ như là quá trình từ khi bệnh nhân vào viện cho đến khi trong quá trình điều trị cho đến khi bệnh nhân ra viện, thì sau đó thì cái hồ sơ này sẽ được lưu trữ trên hệ thống phần mềm của bệnh viện. Và nếu mà sau này bệnh nhân mà vô lại bệnh viện thì mình cũng có thể là xem lại là trước đây bệnh nhân đã có tiền sử bệnh gì, đã điều trị bằng phương pháp nào và có đáp ứng hay không. Đó, thì thông qua đó là mình sẽ có cái cách là điều trị tiếp cho bệnh nhân hoặc là thay đổi cái cách điều trị. Cho đến nay thì chúng tôi cũng đã được hoàn thành cái giai đoạn số hóa. Và tất cả các cái hoạt động về làm hồ sơ bệnh án điện tử thì chúng tôi cũng làm trên môi trường máy thông vi tính, và các bác sĩ, kỹ thuật viên và cao dược thì tất cả các hệ thống đều thực hiện trên môi trường đó. Bệnh viện Mắt Huế đến nay đạt 100% các chỉ số theo dõi hoạt động khám bệnh chữa bệnh được số hóa, như hoạt động khám bệnh ngoại trú, điều trị nội trú, đối tượng khám, xuất viện, nhập viện, tử vong, báo cáo thống kê số lượng người bệnh theo khoa, sổ khám bệnh. Đơn vị đã số hóa toàn bộ kết quả xét nghiệm, trả được kết quả trên ứng dụng LIS, đáp ứng mức nâng cao theo thông tư 54/2017/TT-BIT. Đây là phần mềm được đơn vị triển khai bắt đầu từ tháng 11 năm 2023. Đi tại khám mắt cho bé. Bên thầy quá trình thủ tục làm thế nào? Nhanh và thuận lợi. Thực hiện chuyển đổi số thì đã rút ngắn được cái thời gian làm việc của nhân viên y tế, từ việc là làm thủ tục hồ sơ bệnh án hay là kê đơn thuốc, chỉ định các cái thủ thuật kỹ thuật hay là các cái xét nghiệm cận lâm sàng, qua đó rút ngắn được thời gian thì cũng tăng được cái hiệu suất làm việc cho nhân viên y tế. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành y tế thời gian qua đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng, đặc biệt là hình thành cơ sở dữ liệu của ngành. Nổi bật, trên 95% người dân có mã hồ sơ sức khỏe điện tử, với tổng số nhân khẩu quản lý trên nền tảng là 1.266.031 nhân khẩu, với mỗi năm có khoảng 2 triệu lượt hồ sơ khám chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế, tiêm chủng liên thông vào nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử. Hiện nay, cả cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã và đang khắc phục khó khăn, nỗ lực tham gia thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị. Giai đoạn đầu thì bệnh viện cũng gặp rất là nhiều khó khăn từ chuyển đổi dữ liệu sáng là tiếp cận cái phần mềm mới, và cũng tiếp cận luôn là việc bỏ các cái biểu mẫu hồ sơ giấy sáng là toàn bộ dữ liệu là thiết lập trên
nền tảng là hồ sơ bệnh án điện tử. Và bệnh viện cũng đang là xây dựng để đề xuất chủ trương trong thời gian ngắn nhất có thể chuyển đổi toàn bộ hồ sơ bệnh án giấy sang hồ sơ bệnh án điện tử và áp dụng chữ ký số để có thể là hoàn thiện các cái nội dung theo như yêu cầu của thông tư 54. Đơn vị cũng là một đơn vị tự chủ, do vậy cái nguồn kinh phí để mà thực hiện cái chuyện này nó rất là hạn hẹp, do đó chúng tôi phải trải qua nhiều năm. Vậy hiện nay thì để mà thực hiện thì chúng tôi trong quá trình làm thì chúng tôi có một cái số giải pháp sáng kiến và đang xây dựng nâng cấp dần dần để tiến tới là coi như thực hiện hoàn toàn trên hồ sơ bệnh án điện tử. Ngành y tế chúng tôi đã thấy có những cái khó khăn mà cần phải có giải pháp để giải quyết. Đó là thứ nhất là cái tính đồng bộ, cái hợp tác, phối hợp với nhau giữa các đơn vị, rồi là vấn đề nguồn lực, rồi cái sự đồng hành của người dân, và thêm nữa là cái sự rõ ràng hơn về mặt thông tin của các giải pháp công nghệ trong ngành y tế trong cái quá trình chuyển đổi số. Hiện nay tại tỉnh Thừa Thiên Huế, hệ thống y tế đã và đang xây dựng, hoàn thiện, phát triển theo 3 tuyến. Với sự gắn kết kiêng ba chân giữa Sở Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược Huế, ngành y tế xác định triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là bước đột phá, là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, góp phần vào công tác cải cách hành chính, giảm chi phí trong hoạt động cung cấp dịch vụ y tế cho người dân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao nhất ở mọi lúc mọi nơi, đồng thời giúp tăng cường công tác quản lý nhà nước theo hướng khoa học chính xác, phòng bệnh có hiệu quả kịp thời, góp phần hoàn thiện chính phủ điện tử, chính phủ số. Thực hiện chương trình giám sát theo kế hoạch, sáng nay, bà Nguyễn Thị Sửu, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Huế về thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Huế, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn có 160 đơn vị. So với năm 2015, 2017, 2021, thành phố đã giảm 3 đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa thể thao và so với năm 2015, 2017 tăng thêm 1 đơn vị trường học. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết số 1264 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành phố Huế sáp nhập nhiều đơn vị trường học với quy mô nhiều đơn vị, địa bàn trải rộng. Một số đơn vị trường học sáp nhập có quy mô số lớp ít nên có nhiều giáo viên thừa, thiếu cục bộ ở các đơn vị này. Số đơn vị sự nghiệp công lập từ đảm bảo chi thường xuyên còn ít, nguồn thu từ các hoạt động sự nghiệp không ổn định làm ảnh hưởng đến khả năng tăng mức độ tự chủ để tiến tới từ đảm bảo chi thường xuyên. Việc sử dụng quản lý biên chế sự nghiệp của thành phố thực hiện theo đúng quy định của luật viên chức, đảm bảo theo yêu cầu biên chế được điều chỉnh, cân đối phù hợp sau khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị. Hàng năm, thành phố thực hiện phân bổ số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và từ đảm bảo một phần chi thường xuyên không vượt quá số lượng người làm việc được giao. Sau khi nghe ý kiến phát biểu từ các đơn vị của thành phố Huế, Sở Nội vụ tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Thị Sửu đánh giá cao việc tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố Huế và những kết quả tích cực đã đạt được cũng như chia sẻ khó khăn và các đề xuất. Đoàn giám sát sẽ tổng hợp và xem xét chuyển ý kiến đến các cấp có thẩm quyền theo quy định. Trưởng đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Huế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tích cực tham mưu cho tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý, việc phân cấp, chủ động có cơ chế chính sách phù hợp cho những đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các đơn vị tự chủ kinh phí của thành phố. Liên quan đến việc thực hiện chủ trương đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023, tại buổi giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vào chiều nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị Sở ban hành định mức kỹ thuật của các danh mục công sử dụng ngân sách nhà nước để làm cơ sở cho việc áp dụng tại địa phương, tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công chủ động trong chi tiêu, tăng thu nhập cho viên chức. Báo cáo tại buổi giám sát cho biết, trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã thường xuyên tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đến toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động thuộc sở. Qua đó đã tạo đồng thuận cao về sự cần thiết của việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tính đến thời điểm báo cáo, Sở có 21 đơn vị sự nghiệp công lập đang thực hiện theo cơ chế tự chủ. Cụ thể, đơn vị sự nghiệp công lập từ đảm bảo một phần chi thường xuyên có 19 đơn vị.
thực hiện tinh giản biên chế theo các nghị định của chính phủ. Đến 31 tháng 12 năm 2023, sở đã tinh giản được 53 biên chế viên chức, giảm 14,8%, còn lại 305 biên chế. Từ những ý kiến thực tiễn của các đơn vị trực thuộc, trưởng đoàn giám sát Nguyễn Thị Sử chia sẻ với những khó khăn, hạn chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong quá trình thực hiện nghị quyết số 19. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Sở cần ra soát lại các văn bản pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ra soát, sắp xếp, điều chỉnh phương thức quản lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi, chế độ, nâng cao điều kiện thu nhập của cán bộ công chức, cải cách bộ máy hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đối với những nội dung Sở kiến nghị đề xuất, đoàn giám sát ghi nhận tổng hợp và sẽ kiến nghị với cấp có thẩm quyền. Từ thành công của việc khôi phục giống sen trắng nổi tiếng Hoàng Cung Huế của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cùng với những kết quả nghiên cứu từ các công trình khoa học khác về quy trình kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hữu cơ Huế Việt với sự đặt hàng của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có nhiều nỗ lực để xây dựng thành các sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao. Không chỉ là cầu nối giữa nhà khoa học với người nông dân, xây dựng thành công mô hình sản xuất cây sen giống và cây sen thương phẩm, mà đơn vị này còn ứng dụng khoa học công nghệ chế biến những sản phẩm có giá trị, chất lượng từ cây sen theo chuỗi liên kết, từ đó phát triển và nâng tầm giá trị của thương hiệu sen Huế. Có chỗ nào mà ngon hơn sen tinh tâm của mình? Thì khi tôi uống cái trà sen của Huế Việt á, đầu tiên là cái hương thơm, thì thật sự muốn nói câu là khó cưỡng lại bản thân mình. Thứ hai, khi uống xong rồi ở trong miệng và để lại cái hậu ngọt cực kỳ ngon. Trà ướp hương sen sấy lạnh cùng các sản phẩm sơ chế hay chế biến sâu từ sen như hạt sen sấy, trà lá sen tủi lọc, bánh sen gạo mầm chính là những sản phẩm tiêu biểu của công ty hữu cơ Huế Việt. Sau quá trình triển khai thực hiện dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất cây sen theo chuỗi liên kết, dự án này được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao đơn vị chủ trì thực hiện nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học vào thực tiễn và thương mại hóa các sản phẩm sen Huế. Từ cái đặt mục tiêu của dự án này thì trên cơ sở chuyển giao công nghệ của các cái quy trình công nghệ của các nhà khoa học của Đại học Huế, thì doanh nghiệp sẽ hoàn thiện lại các cái quy trình trồng chăm sóc các cái loài sen đặc biệt của Huế như là sen trắng, rồi sen hồng, rồi sen cao sản để có được các cái quy trình, và từ đó là hoàn thiện các cái quy trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Và một bước nữa thì chúng tôi giao cho doanh nghiệp mà xây dựng các cái quy trình bảo quản chế biến, đặc biệt là đưa ra các cái sản phẩm sen có thể tiêu thụ trên thị trường. Trước những yêu cầu của dự án đặt ra, nhất là việc hoàn thiện quy trình trồng, chăm sóc các loài sen đặc biệt của Huế như sen trắng. Hai địa điểm có lịch sử gắn bó với loài sen trắng Hoàng Cung được đơn vị lựa chọn để khôi phục loài sen cổ này là Hồ Tình Tâm nằm trên địa bàn thành phố Huế và Hồ Hà Trì ở làng cổ Phước Tích, huyện Phong Điền. Những cái vị trí này là những cái vị trí mà trước đây đã có trồng sen, nhưng mà một cái thời gian rất dài là đã không trồng sen không thành công nữa. Thì để mà thực hiện cái dự án này tại những cái vị trí như thế thì chúng tôi đã mất rất nhiều công cũng như là thời gian để mà vừa xử lý rác rồi xử lý cái hồ để cho trồng sen là có thể thành công được. Và thứ hai là với cái kỳ vọng là tạo ra những cái sản phẩm khác biệt với những sản phẩm đã có trên thị trường, cho nên là chúng tôi cũng mất rất nhiều thời gian dành cho cái việc nghiên cứu sản phẩm. Với sự hỗ trợ nguồn lực từ dự án cùng những nỗ lực phía doanh nghiệp, những mục tiêu kỳ vọng ban đầu của dự án đã được hiện thực hóa. Hiện nay thì doanh nghiệp đã tạo ra được những cái sản phẩm sen có giá trị và có khả năng xuất khẩu, và với cái khả năng nhận diện thương hiệu cũng như là chất lượng rất cao, doanh nghiệp cũng tiến hành các cái mô hình để sản xuất theo hướng chuỗi giá trị. Từ đó thì làm cho cái chuỗi giá trị người dân sản xuất, doanh nghiệp thu mua và chế biến và đưa ra thị trường tiêu thụ và tạo ra được cái sản phẩm đặc sản Huế, sản phẩm du lịch để mà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Và cũng thông qua các cái mô hình này tạo ra một cái tour tuyến du lịch và doanh nghiệp đã làm thành công ở làng cổ Phước Tích. Thời kỳ trước có trồng sen là nhiều loại, Đông Tháp có, rồi cao sản có. Từ khi mà giao lại cho hữu cơ, công ty hữu cơ Huế Việt thì tôn tạo là cái giống sen trắng.
thì 4 năm, 3 năm là nói chung là năm nào cũng trong sen vẫn tốt hết. Mà nói chung là tôi người dân làm cho cũng làm thì nói chung thu nhập cũng khá. Lượng khách du lịch tới thì càng ngày càng đông, tham quan chụp ảnh các cái mô hình thì cũng nhiều. Có công ty hữu cơ về làm là coi như là nói chung môi trường sạch. Kết nối được các bên tham gia, trong đó các nhà khoa học với vai trò nghiên cứu sản xuất giống, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn chuyển giao quy trình sản xuất gen an toàn. Người nông dân tham gia sản xuất, còn doanh nghiệp trong vai trò thu mua, chế biến, tiêu thụ, kết nối tour du lịch. Dự án khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất cây gen tại Thừa Thiên Huế theo chuỗi liên kết, vừa mang lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp, người nông dân, vừa tạo ra nhiều giá trị mang tính cộng đồng cao. Thành công của dự án góp phần nâng cao giá trị cho cây gen, mở ra cơ hội để phát triển loài cây này như là sản phẩm chủ lực của tỉnh. Lãnh đạo huyện Quảng Điền kiểm tra các mô hình khuyến công, xã Phú Hải, huyện Phú Vang ra quân đánh bắt thủy sản là những thông tin đáng chú ý trong cụm tin tiếp theo. Xã Phú Hải là một trong những địa phương vùng biển có số lượng tàu đánh bắt thủy sản lớn ở huyện Phú Vang và tỉnh Thừa Thiên Huế. Lễ xuất quân đánh bắt thủy sản năm 2024 của ngư dân xã Phú Hải diễn ra vào sáng ngày 27 tháng 2 nhằm ngày 18 tháng Giêng âm lịch, khởi đầu cho một năm mới làm ăn trên biển, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu. Tại lễ ra quân đánh bắt thủy sản năm 2024, đồng chí Trần Gia Công, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy đã đánh hơi trống xuất quân nhằm thúc giục các ngư dân ra khơi lần này đánh bắt thủy hải sản được mùa bội thu và cầu cho mưa thuận gió hòa, tiếp thêm tinh thần cho ngư dân đoàn kết vươn khơi bám biển, đồng sức đồng lòng quyết tâm thực hiện tốt chỉ tiêu năm 2024 của xã đề ra, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương. Sau tiếng trống, những chiếc tàu của ngư dân trên địa bàn nhộn nhịp nối đuôi nhau rời khu neo đậu để đạp sóng vươn khơi xa, mở đầu năm đánh bắt mới, mang theo nhiều kỳ vọng một năm mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang. Dịp này, xã Phú Hải cũng đã tổ chức hội đua thúng năm 2024 nhằm tạo khí thế với ước mong một năm thuận buồm xuôi gió. Đoàn công tác của huyện Quảng Điền do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dẫn đầu đã có buổi kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh có hỗ trợ nguồn vốn khuyến công trên địa bàn huyện. Sau khi nghe báo cáo tình hình sản xuất trong thời gian qua, phương hướng hoạt động trong thời gian tới của các cơ sở sản xuất và qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Ngọc Tiến đã đánh giá cao nỗ lực tìm tòi vượt khó của các doanh nghiệp, bước đầu áp dụng thành công các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, đồng chí yêu cầu thời gian tới, ngành kinh tế hạ tầng và chính quyền địa phương cần tăng cường phối hợp với các chủ doanh nghiệp, tiếp tục theo dõi các mô hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất tập trung, tạo đầu ra ổn định để phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của huyện. Đồng chí cũng lưu ý các cơ sở sản xuất kinh doanh phải sử dụng tốt đúng mục đích nguồn vốn khuyến công. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện cần đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy, nội quy an toàn lao động. Chiều nay tại trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế, cuộc thi hùng biện tiếng Hàn Gyeongsang Bukdo năm 2024 được khai mạc với sự tham gia của 12 thí sinh đến từ các trường Đại học Huế và một số trường Đại học Đà Nẵng. Trải qua vòng sơ khảo tại các trường, 12 thí sinh xuất sắc nhất có mặt tại vòng chung kết cuộc thi tham gia hùng biện với chủ đề Gyeongsang Bukdo trong tôi và những nét nổi bật trong hợp tác trao đổi chính quyền địa phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong thời gian từ 5 đến 7 phút. Bằng tài năng của mình, các thí sinh đã thể hiện những phần thi có nội dung phong phú, sự hiểu biết về con người, đất nước, văn hóa Hàn Quốc, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc và hai tỉnh Thừa Thiên Huế Gyeongsang Bukdo. Thông qua đó góp phần tôn vinh và khám phá vẻ đẹp, sức sống và tinh thần của Gyeongsang Bukdo, một vùng đất với nhiều danh lam thắng cảnh, cùng là thành phố kết nghĩa với thành phố Huế. Đây không chỉ là một cuộc thi thể hiện tài năng, sáng tạo và tình yêu thương dành cho vùng đất Gyeongsang Bukdo, mà còn là một cơ hội để các đơn vị cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo tiếng Hàn, thiết lập quan hệ, đẩy mạnh kết nối hợp tác giữa hai bên, giúp các bạn sinh viên được thể hiện tài năng, rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin, nâng cao hiểu biết về văn hóa, đất nước, con người Hàn Quốc. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.